Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngã ba Đồng Lộc đã đi vào huyền thoại, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và hôm nay, trong những ngày tháng 7 tri ân, hãy cùng với non nước Hồng Lam về với ngã ba lịch sử để cùng tìm hiểu về vùng đất huyền thoại và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với những con người đã và đang gắn bó với mảnh đất này. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh hơn 20 km về phía Bắc, là giao điểm của quốc lộ 15 và quốc lộ 15B, thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Nhìn từ trên cao, khu di tích nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên là đồi núi xanh ngút ngàn. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngã ba Đồng Lộc được mệnh danh là tọa độ lửa, là túi bom mà đế quốc Mỹ thả xuống, nhằm ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam. Hơn 3.000 ngày đêm, 16.000 con người đã bám trụ trên đất lửa, đối diện với mưa bom bão đạn, không ngại hy sinh gian khổ, kiên cường, mưu trí, sáng tạo để bảo đảm thông đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Khi mà nhận nhiệm vụ rà phá bom mìn thì bác đã có một sáng kiến, đó là hầm di động. Vậy thì bác có thể kể rõ về cái điều này cho bọn cháu được biết không ạ? Cả cái bài là mênh mông đi đi nó thả bom là bom phá hằng ngày nay qua ngày khác là hủ liên tiếp đi. Nó trọng tải thì có nghĩa là mình ra một cái đoàn gỗ dài là mét hai đúc bùn trận đất xuống đi với lấy cái loại ván xe bê gô bắt một đầu bắt lên tên ghế đi một đầu dưới đất đó, rồi thì người ngồi ở dưới đi rồi thì là nhìn là có như là kéo thì khi kéo là ngồi dưới đi vừa là an toàn người vừa là có như là ra phá được nhanh mà ở trường trọng trại là không đau hâm hổ là lâu quá không làm nổi. Vâng thưa bác, là suốt 300 ngày đêm bám trụ ở đoạn đường Khe Út Khe Giao thì bác đã vượt qua gần 300 lần bị Mỹ đánh bom và có 15 lần thì bị vùi lấp nhưng mà vẫn tiến lên cắm tiêu để rà phá bom mìn. Vâng vậy thì điều gì đã giúp bác vượt lên mọi khó khăn và nguy hiểm đó ạ? Không kể gì là bom đạn hết, là coi như là vượt quá để là coi như là lấy về bị thương á, là coi như là lúc cái bị đất vui dập nhưng mà bác vẫn là cố gắng, tuy là bom đạn ác liệt như thế nhưng mà vẫn là coi như là không quản hy sinh là để là coi như thông xe thông tuyến để coi như là cho chấp tối cái là để cho xe vượt quá trọng điểm. Được trò chuyện cùng anh hùng lao động Nguyễn Chí Ân, người từng được mệnh danh là dũng sĩ phá bom, được nghe ông kể về những năm tháng hào hùng không thể quên trên tuyến lửa Đồng Lộc, càng khiến chúng tôi thêm khâm phục và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước để màu xanh hôm nay trải dài trên mảnh đất Đồng Lộc. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, mảnh đất ngã ba Đồng Lộc năm xưa giờ đã thành địa chỉ đỏ với những câu chuyện về sự hy sinh cao cả của nhiều lực lượng, trong đó có 10 nữ thanh niên xung phong anh hùng, 10 đóa hoa bất tử. Các chị đã mãi mãi nằm lại nơi này vào ngày 24 tháng 7 năm 1968, khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. 56 năm đã đi qua, nhưng sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc đã dệt nên những kỳ tích, những huyền thoại còn vang vọng mãi đến mai sau. Máu xương của các anh các chị lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến lửa Đồng Lộc đã dựng lên tượng đài chiến thắng vĩ đại, biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh cuột cường, tinh thần dũng cảm của quân và dân ta. Trong giây phút bi thương mà oanh liệt ấy, nhà thơ Yến Thanh, khi ấy là cán bộ kỹ thuật của ngành giao thông vận tải, đã nghẹn ngào viết lên bài thơ Cúc ơi, là tiếng khóc đồng đội làm lay động lòng người. Cúc ơi, mở đấu không về tập hợp, chín bản đã quây quần đủ mặt, nhỏ xuân hà hưởng hời ràng xuân xanh. Á trưởng võ thì tần điểm danh, chỉ thiếu mình em, chín bỏ làm mười răng được. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa nghe tác giả Yến Thanh đọc những vần thơ quen thuộc trong bài thơ Cúc ơi. Và bài thơ Cúc ơi của tác giả Yến Thanh thì cũng đã được khắc lên bia đá tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Ông có thể chia sẻ thêm về những cảm xúc của mình khi sáng tác bài thơ Cúc ơi được không ạ? 16 giờ chiều 24 tháng 7 năm 1968, thì 3 chiếc máy bay của Mỹ từ phía bên Lào nó bay về rồi cuối cùng nó lượn đây một vòng, bắt đầu nó quay ra ngoài bờ biển. Sau đó một chiếc quay trở lại cắt một quả bom tấn ở đây, trúng vào nơi từ 10 tiểu đội 10 người đang ẩn nấp. Sau 2 tiếng đồng hồ
thì đơn vị đã đào bới được 9 cố. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 1968, tức là ngày thứ ba, là tìm được Hồ Thị Cúc. Hồ Thị Cúc nằm tách cả 9 đồng đội. 9 người là nằm hai cái hầm dài thế này. Còn Hồ Thị Cúc nằm chỉ hầm tròn. Cách cái mép được khoảng 4 mét. Thì khi nó xuống sâu quá mới tìm được. Tìm được Cúc thì đào được Cúc lên. Chính vì cái tính cách trong quá trình chúng sống và làm việc với cả cố như vậy, cho nên cái nỗi xúc động của tôi là dâng trào. Vâng, giờ đây đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng bài thơ đã tạc vào thời gian khoảnh khắc hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi lần quay trở lại đây thì ông có cảm xúc như thế nào ạ? Khi quay trở lại ở Đồng Lộc, chỉ mong là gặp lại đồng đội cũ. Ngày mà viết cái bài thơ này, tóc đang còn xanh. Bây giờ trở lại cũng đã 60-70 tuổi rồi. Do đó cứ nghĩ đến các bạn thì tôi lại rất là xúc động. Do đó sau đó tôi còn viết nhiều bài nữa thơ về Đồng Lộc. Nơi đây trở thành một trong những địa chỉ đỏ thiêng liêng. Hàng năm đón hàng vạn lượt đoàn viên thanh niên, người dân trong và ngoài nước đến tham quan, tổ chức các hoạt động tri ân tưởng niệm. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh. Thời gian có thể khiến người ta quên đi nhiều thứ, nhưng những tên núi, tên sông, tên về một ngã ba đi vào lịch sử thì mãi trường tồn. Ai đó đi qua ngã ba này dù chỉ một lần sẽ còn trở lại để thêm một lần tri ân và biết ơn. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc cùng với những người con trai, con gái, thanh niên xung phong cả nước đã dựng lên tượng đài chiến thắng vĩ đại, không chỉ cho vùng đất Hà Tĩnh mà cho cả dân tộc Việt Nam. Từ đây họ đã nằm lại nơi vùng đất mà họ đã từng chiến đấu và chiến thắng. Tham quan phòng trưng bày những kỷ vật về thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc liền kề nhà truyền thống thanh niên xung phong toàn quốc, tạo thành một khối liên hoàn và được gọi chung là Bảo tàng Đồng Lộc. Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những hiện vật gắn với những con người đã góp phần làm nên lịch sử. Thưa chị Thương, là trong số những kỷ vật nơi đây thì còn lưu giữ lại được kỷ vật gì của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vương Đình Nhỏ, người bố thân thương của chị ạ? Thì ở đây thì có một cái kỷ vật của bố tôi để lại, đó là cái thỏi nam châm và cuộn dây điền dùng để ra pháo bom mình. Thì trong quá trình mà ra pháo bom mình thì cũng gặp không ít khó khăn, nhưng mà là với trí thông minh, sáng tạo và lòng dũng cảm thì đã phá được một số lượng bom rất là lớn để thông đường xe qua mặt trận được an toàn. Tiếp nối truyền thống của bố và của thế hệ cha anh đi trước thì giờ đây chị cũng gắn bó với mảnh đất ngã ba Đồng Lộc với vai trò là hướng dẫn viên. Thì chị mong muốn được cống hiến và gửi gắm nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay ra sao ạ? Trong mỗi cái hiện vật, mỗi kỳ vật hình ảnh đều mang trong mình một cái nội dung cụ thể, trong đó là không ít mỗi cái hiện vật đã gây ấn tượng và cảm xúc rất lớn đối với người nghe. Và với mong muốn của bản thân tôi nói riêng và tập thể ban quản lý nói chung, thì luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm như thế nào để bảo tàng có một cái hệ thống trưng bày thật phong phú nhằm góp phần tích cực trong giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, truyền tải đến cho đồng bào nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành bất tử, sừng sững một biểu tượng sáng ngời về tình yêu tổ quốc, tô thắm truyền thống ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh. Đồng Lộc hôm nay đã đổi thay trong sắc xanh của những cánh rừng, những con đường bạt ngàn nắng gió. Về với ngã ba Đồng Lộc, không chỉ là một hành trình trở về với lịch sử hào hùng của đất nước, mà còn giúp mỗi chúng ta thấm thía, trân trọng hơn những giá trị cao đẹp. Đó là lý tưởng của tuổi trẻ, của tinh thần yêu nước nồng nàn, được kết tinh qua bao thế hệ